Ok, xin chào tất cả bạn, mình là bác sĩ Trương Long. Thì hôm nay tiếp tục bài lập luận lâm sàng đa khúc xạ, mình sẽ đến phần tiếp theo là phần thị lực. Thị lực là gì? Bạn sẽ có được hầu hết thông tin chính xác nếu bạn lựa chọn bản thị lực chính xác cho bệnh nhân. Mặc dù bản thị lực ở khoảng cách đúng với chiếu sáng tốt, cái là muốn có một cái thị lực tốt đấy thì chúng ta sẽ phải như nào? Chúng ta sẽ phải cần đến bảng đúng này. Chiếu sáng và yếu tố thứ ba chúng ta cần đó là gì? Đó là khoảng cách đúng nhá, hiểu không? Để đạt được một cái thông tin đúng với bản đối với bản nhân lực thì chúng ta phải cần ba yếu tố. Đo và ghi lại thị lực xa cho từng mắt, nghĩa là với thử kính nhìn xa này chúng ta sẽ phải đo thị lực phải đến thị lực trái, thử thị lực không kính và thị lực có kính. Chắc chắn rồi, lúc nào chúng ta luôn luôn phải nhớ là không kính và có kính để ta có cơ sở. Nếu thị lực dưới 6 phần 6 của hai mắt, đo thị lực với kính lỗ. Các bạn nhớ nhá, có nơi thì là 6,18, có nơi thì là 6/6, nhưng mà theo mình khuyên ấy thì các bạn đấy, nếu mà thị lực dưới 6/6 thì hãy đo kính lỗ nhá. Không bất kể là nghĩa là có những khiếm khuyết gì về thị lực thì chúng ta đều nên đo kính lỗ để xem là bệnh nhân có thật khúc xạ hay là bệnh nhân bị bệnh thật. Nếu thị lực kính lỗ trên 6/9 hãy thử kính, nếu thị lực kính lỗ dưới 6/9 bệnh nhân cần được khám mắt. Đấy, ở đây thì người ta lại trên 66 thì 6 phần 9 này. Bệnh nhân mà trên 6 phần 9 đo kính mà dưới 6 phần 9 đi khám mắt. Đây cũng lần tiên mình thấy nhá, các bạn ta sẽ nhớ thêm một nguyên tắc nữa. Đó là với thị lực kính lỗ với 6 phần 9 nhá. Ok. Cái là khi không bất kể là bệnh nhân thị lực phải là sát 6 phần 6 hay là 6 phần 10 gì cả, mà chỉ cần bệnh nhân dưới 6 phần 9 với kính lỗ là người ta sẽ có chỉ định đi khám mắt, và trên 6 phần 9 thì ta nên thử kính. Thị lực với kính bằng thị lực kính lỗ hoặc hơi tốt hơn, trừ đi đôi khi thị lực có thể kém nếu mắt có tật khúc xạ cao. Có nghĩa là khi mà chúng ta thử cái này cũng đơn giản thôi, cái này có nghĩa là thị lực kính mới luôn lớn hơn thị lực kính lỗ. Đôi khi có trường hợp là thị lực kính mới kém hơn thị lực kính lỗ. Thì trong sách người ta sẽ bảo là cái này đôi khi là bệnh nhân có tật khúc xạ cao. Khúc xạ cao. Thế vậy chứng tỏ bệnh nhân cần đeo kính lỗ thay vì đeo kính mới đúng không? Thì theo mình có nghĩa là nếu mà chúng ta thử kính mà nó ra vấn đề này, có nghĩa là thấp hơn không quá nhiều ấy, thì chúng ta nên thử lại vì có thể là chúng ta đang thử sai. Đấy, đo thị lực gần hai mắt không kính và với kính nhìn gần. À, với thị lực kính nhìn gần thì chúng ta luôn phải đo thị lực xa đã. Đấy, sau đó tôi cộng công suất S thì ta mới ra thị lực kính nhìn gần nhé. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ đấy, mình thấy rất nhiều bạn giờ vẫn đang nhầm thị lực kính nhìn gần, chúng ta phải đo hai mắt. Ok, quyết định bệnh nhân cần đo khúc xạ hay là cần chuyển đi để kiểm tra mắt trước. Nếu thị lực dưới 6 phần 9 và không tăng với kính lỗ, bệnh nhân cần được chuyển đi khám mắt. Nếu thị lực giảm nhiều trong một thời gian ngắn, họ cũng cần được chuyển đi, có nghĩa là cái tình trạng giảm thị lực đột ngột này. Và với kính lỗ dưới 6 phần 9 loại tật khúc xạ có thể hoặc là có vấn đề thị lực là gì? Thị lực xa, thị lực gần sẽ cho bạn thông tin này. Công suất kính ước tính sẽ chỉnh tật khúc xạ là bao nhiêu? Cần nhớ rằng là khoảng 0,25 diop mỗi dòng kém hơn 6 phần 5.
Đấy là một dòng này sẽ tương đương với 0,25 điều, nhưng dùng dễ nhớ thế cho dễ. Khi nào nên dùng để bắt đầu đo khúc xạ kính cầu tối ưu? Câu này nói vớ vẩn không hiểu. Bệnh nhân có thể thấy được sự khác nhau giữa các bậc kính nhỏ hay cần phải dùng các bậc kính lớn hơn? Có nghĩa là khi mà chúng ta, các bạn thêm 0,25 diop này thì bệnh nhân thấy thị lực tăng lên không, hay là chúng ta cần phải 0,5 diop thì thị lực mới có sự thay đổi. Đấy. Thị lực dự tính là bao nhiêu khi tần khúc xạ được chỉnh, có nghĩa là bây giờ ta 6/60, 6/18, 6/12, 6/9, cuối cùng là 6/6 nhé. Tại các cái khoản thì ta dự đoán cái bức kính cho bệnh nhân. Ở đây có một cái ví dụ này. Bệnh nhân có thị lực nhìn xa, mắt phải, mắt trái là 6/9, 6/9 cộng 1 cộng 2 cộng 1 cộng 2. Kính lỗ, đây nhìn xa này, kính lỗ là mắt phải là 6/7.5, mắt trái là 6/7.5. Cái này là có dự là có chỉ định là đo kính rồi. Và nhìn gần của bệnh nhân là N12. Bệnh nhân này có cần phải chuyển đi hay không thì là không. Vì thị lực kính lỗ tốt, tần khúc xạ có thể viễn thị nhẹ hoặc là loạn thị. Loạn thị vì thị lực nhìn xa là một ít và thị lực nhìn gần là thị lực gần kém. N12. Viễn thị nhẹ hoặc loạn thị. Và lão thị vì thị lực xa giảm một ít rồi thị lực gần kém N12. Công suất kính dự đoán khoảng cộng 0,5 điệu ốp cho nhìn xa vì thị lực kém, 6/6 khoảng 2 dòng. Nếu có loạn thị thì độ loạn thị thấp bởi vì thị lực xa khá tốt, có thể 0,5 đến 1 điệu ốp. Công suất kính lão thị thường là cộng 1 đến cộng 1,5 vì bệnh nhân 42 tuổi. Đùa nhau, đây còn không có nói tuổi bệnh nhân. Kính bắt đầu thì là cộng 0,5 diop bởi vì thị lực không kính trên 6,18. Nói thế không phải rồi. À đúng, trên 6,18 đúng rồi, 0,5. Công suất kính lão thị khoảng cộng 1 đến cộng 1,5. Vậy là khi mà chúng ta thử kính luôn cộng trước rồi trừ sau nhé, để tránh điều tiết. Chúng ta biết bệnh nhân không cận thị vì thị lực gần kém được xa. Vì là cận thị thì thị lực gần người ta sẽ tốt. Các bậc kính thị lực kính lỗ tốt, thị lực không kính khá tốt. Do đó bệnh nhân có thể thấy sự khác nhau nếu dùng các bậc 0,25 điều ốp, có nghĩa là thị lực của bệnh nhân sát với lại thị lực 6/6 rồi thì cái bước thay đổi của mình là 0,25. Nếu bệnh nhân mà ở xa các cái khoản thị lực tốt rồi này thì ước mình sẽ phải 0,5. Thị lực kính tốt nhất dự đoán này, thị lực kính lỗ là 6/7.5, do đó chúng ta dự đoán ít nhất là phải là 6/7.5, nghĩa là có kính phải lớn hơn kính lỗ. Nhưng thị lực kính thậm chí có thể đạt được 6/6 với mỗi mắt. Nên là bạn thử kính chuẩn thì người ta sẽ lên thị lực bình thường. Ok, các bạn đã xem nhé.